Rất vui được gặp lại anh chị trong video tối ngày hôm nay. Em là Hoàng, kênh Điện Thoại Tây Ninh sẽ giới thiệu anh chị một cái lô đất nằm tại vị trí là ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Ngày hôm nay là diện tích lô đất gần nửa mẫu đất hả anh chị, nằm ở mặt tiền đường nhựa quy hoạch lộ giới 20m là con đường nhựa này nè, và mặt tiền nhựa của nó kéo dài đến 73 mét rưỡi, rất là dài, phù hợp cho anh chị con nào có nhu cầu mua đất để phân lô hoặc lập vườn nghỉ dưỡng, xây nhà trên miếng đất này ha. Đây là khung cảnh xung quanh miếng đất của mình. Thì bây giờ em sẽ cho anh chị xem được cuốn sổ của miếng đất ngày hôm nay. Sổ hồng chính chủ nằm tại nhà, anh chị mua thì công chứng sang tên ngay. Vị trí sổ đất của mình nằm tại ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Tổng diện tích sử dụng đất là 4.650,5 m2. Và hình thức sử dụng đất là lúa nước, còn lại là LUK. Đất này thì đã check quy hoạch rồi anh chị, được lên thổ cư thoải mái. Và đường này là đường quy hoạch lộ giới 20m. Đất của mình thuộc diện tích lộ giới giao thông là 186 m, rất là ít luôn ha. Rồi bây giờ mình sang cái phần hình dạng của thửa đất. Nếu mà zoom lên á thì cái con số trên quyển sổ nó sẽ bị mờ, mặc dù em chụp rất là nét hết anh chị, nên là em sẽ chẻ được cái chiều dài, chiều rộng và để con số bự lên cho chị dễ hình dung luôn. Phần mặt tiền đường nhựa của mình là hướng đất của mình luôn, sẽ là hướng đông nam. Đường này là đường nhựa hiện trạng quy hoạch lộ giới 20m, tính từ tim đường vào mỗi bên là 10m, và mặt nhựa hiện trạng nó cũng đã khoảng độ 8m rồi anh chị. Thì cái phần mặt tiền đường của mình kéo dài 73 mét rưỡi, rất là dài luôn, và có thể nói là dài nhất trong những miếng đất mà em quay diện tích đất lớn như thế này. Cạnh đầu tiên dài vào là 60 mét, và tiếp tục cạnh dài vào thứ hai, nếu mà tính từ mặt tiền đường nhựa là 39 mét. Đấy, cái phần hậu của mình nó sẽ nối từ hai đường, một đường là 18 mét và một đường 90 mét hả anh chị, là tính ra cái hậu của mình nó lên đến gần 108 mét. Tổng diện tích sử dụng đất là 4.650,5 mét vuông. Đất này được chuyển mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư được hay gì? Đấy, đó là toàn bộ hình dạng nguyên sổ của mình. Bây giờ thì review thực tế cho anh chị xem từng góc cạnh ha. Đây là cung đường quy hoạch lộ giới 20 mét nè. Hướng này là vào khu dân cư bên trong. Và đây là miếng đất của mình. Hướng này là chạy ra cầu Bù Nổ cũng như là ấp Quân Hóa Long Cường để về Ủy ban dân xã Long Khánh, mặt tiền đường DT786. Đây, đất của mình thì đã cắm trụ ranh giới rõ ràng, bao tranh chấp, bao quy hoạch ha. Cạnh này vào là 39 mét và mặt hậu là 108 mét. Cạnh này dài lên là 60 mét anh chị. Và mặt tiền vẫn là 73 mét rưỡi tính đến đây. Em sẽ quay bắt đầu từ cái trụ ngay gốc này cho anh chị xem dễ hình dung. Đây, cái trụ ranh giới đất nè. Từ đây mình sẽ đi dài theo cái phần mặt tiền đường là 73 mét rưỡi ha. Từ vị trí lô đất của mình di chuyển ra ngoài Ủy ban nhân dân xã Long Khánh và Bách Hóa Xanh là chỉ khoảng độ 2 cây số. Nơi đó thì cũng có trạm xá và tất cả các trường học. Còn di chuyển về trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng là khoảng 3 đến 4 cây, di chuyển về trung tâm thị trấn Bến Cầu là khoảng 10 cây và về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 75 cây ha anh chị. Nơi đây thì cũng không thiếu thứ gì, đường điện nhà nước đi ngang đất, còn nước xài ở đây là xài giếng khoan đó. Tới vị trí này là mình đã đi hết 73 mét rưỡi rồi, từ đây kéo dài qua tới đây đấy, và từ đây anh chị kéo dài vào là 60 mét ha, tới một cái căn nhà ở trong, mặt hậu là 108 mét. Đất thì hiện tại đang trồng lúa. Mình lên thổ cư rồi nâng nền lên vô tư hả anh chị. Ở trước thì có một cái hàng bông súng nè. Đường này thì gọi là cấp nước tưới tiêu. Bên đây thì đi dài vào là 60 mét theo cái hàng trụ điện này hả anh chị. Đi đến một cái căn nhà bên trong, ngay cái lũy tre rất là đẹp ha và thơ mộng. Cái này về vào 60 mét, vừa đụng chí mí cái căn nhà này luôn. Mình đang đi bên cái phần đất của mình ha anh chị, chứ không phải là của căn nhà này. Đây, tới cái trụ này là hết 60 mét rồi. Ngay chút này thì nó kéo qua, nó sẽ gấp khúc
một phần 18 m và một phần 90 m. Thì nếu mà cộng thẳng lại là cái hồ của mình là 108 m tính từ vị trí này. Đấy. Kéo dài qua nguyên một cái hàng trụ này luôn, qua những con bò anh chị. Là 108 m. Đây là căn nhà cấp 4 của người ta bên trong nè. Rồi, em sẽ quay lại cái vị trí ban đầu của video. Ngay mặt tiền đường nhựa này ha. Mình đã đi được 73 mét mặt tiền, dài vào 60. Còn bắt đầu từ vị trí này kéo dài vô là 39 mét ha. Đấy, thần tài nhỏ. Và miếng đất này dự cũng sẽ là miếng đất săn đón sau cái thành công bán đất mẫu là một mẫu 280 với 67 mét mặt tiền đường nhựa và 807 100 mét mặt tiền đường đất. Rất nhiều anh chị có nhu cầu đặt thêm như thế này. Đây, mình đến cái trụ này là 39 mét rồi. Và kéo dài hết cộng lại phần gấp khúc tới cái nhà luôn là 108 mét. Em xin nhắc lại là miếng đất này thì rất là nhiều anh chị có nhu cầu đặt, cho nên ngày hôm nay đăng lên kênh chia sẻ cơ hội cho anh chị nào hữu duyên xem được video này. Nếu thích thì xuống xem và chốt ngay chính chủ. Sổ sách nằm tại nhà, công chứng sang tên ngay trong ngày luôn ha. Cạnh bên đó là 60. Còn mặt tiền sẽ là 73.5 ha. Đấy, gần như là một trụ điện từ trụ điện này đến trụ điện kia. Thì quy ước là một trụ điện dân sinh lớn này đến một trụ kia là 100 m. Thì đất của mình mặt tiền sắp xỉ như vậy ha. Đấy, diện tích đất khá đẹp, nở hậu. Thì đó là tất cả thông tin lô đất gần nửa mẫu ngày hôm nay em muốn giới thiệu anh chị trong video này. Bây giờ thì bắt đầu từ vị trí lô đất, em sẽ tua nhanh để đưa anh chị qua hàng loạt khu dân cư cũng như là đường nhựa liên xã quy hoạch lộ giới 30 m ở ngoài xã Long Khánh cho anh chị xem. Bây giờ thì em xin thông báo cái giá bán toàn bộ cái lô đất với diện tích là 4.650 m² ngày hôm nay. Đất lên thổ cư được 73.5 m mặt tiền đường nhựa, một cạnh dài vào là 39, một cạnh dài vào là 60, nở hậu ra là 108 m. Khu dân cư, đường xá thông thoáng, nhựa hiện trạng, với cái giá trị toàn bộ là 2.550.000.000, thương lượng chính chủ chốt ngay trong ngày, sổ sách sẵn sàng ha anh chị. Đó, đó là tất cả thông tin em muốn chia sẻ anh chị trong video clip ngày hôm nay. Và miếng này thì anh chị nhớ nhanh tay ha. Số điện thoại em đã ghim trên màn hình rồi là 0981877139, gọi ngay, hẹn lịch đi xem và chốt ngay chính chủ. Giá này thì còn thương lượng hả anh chị, mình có thể ngồi vào bàn làm việc và đàm phán trực tiếp với chủ luôn. Sổ sách thì cầm trên tay rồi. Trước mặt của mình là ấp văn hóa Long Cường. Đấy, chạy chỉ còn khoảng độ thêm 800 m nữa thôi là mình ra ngay cây cầu Bù Nổ nè. Và ra ngay cái mặt tiền đường nhựa quy hoạch lộ giới lớn là 30 m, khu đông dân cư. Ở ngoài đây thì đầy đủ tất cả tiện ích cần thiết cho cuộc sống ha. Từ chợ, trạm xá, trường học, bách hóa xanh, điện máy xanh và chợ lớn Long Thuận, Long Phi nữa. Đấy. Xin nhắc lại, tổng diện tích là 4.650 m², toàn bộ đất là OK, được chuyển mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư thoải mái. Và mặt tiền đường nhựa quy hoạch lộ giới 20 m, kéo dài là 73 m². Đây, đây là đường quy hoạch lộ giới 30 m anh chị. Khúc này thì cực kỳ đông dân cư rồi. Và giá bán toàn bộ là 2.550.000.000, thương lượng chính chủ chốt ngay trong ngày. Mình vừa qua một cây xăng Petrolimex luôn. Thì đến đây video em xin tạm dừng. Anh chị đang xem video này hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể nhận những quyền lợi là YouTube đề xuất khi mà em đăng video lên mới nhất, sớm nhất anh chị sẽ được xem đầu tiên. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip tiếp theo về nhà và đất trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Em là Hoàng, xin kính chào.